2019 đến nay, tổ chức GNI đã hỗ trợ thiết lập và duy trì vận hành thành công một mô hình 4 phòng tham vấn học đường tại các trường trung học cơ sở với hơn 4.600 lượt tham vấn và hàng ngàn lượt học sinh tham gia các chương trình phòng ngừa. 277 giáo viên được tập huấn về các chương trình hỗ trợ học sinh. 700 cha mẹ học sinh được tập huấn, chia sẻ về phương pháp hỗ trợ con. 11 chương trình tư vấn thông qua kênh VOV với 1.524 cuộc gọi. 12 buổi lớp học hạnh phúc với 80 học sinh tham dự. 1.500 bố mẹ được hỗ trợ trong 1 giờ thứ bảy hạnh phúc. 2 cuốn sách được biên tập. Như tất cả các bạn đã biết, trong thời đại dịch Covid thì sức khỏe tinh thần là một trong những lĩnh vực mà được tất cả xã hội thật sự là rất là quan tâm. Và sức khỏe tinh thần đóng một vai trò rất là quan trọng trong sức khỏe toàn diện của một con người. Trong năm 2021, Tổ chức Vulnerable Việt Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành với các em học sinh trong một dự án mang tên Tăng cường sức khỏe tinh thần cho học sinh trung học cơ sở tại Hà Nội thông qua xây dựng và vận hành mô hình phòng tham vấn học đường. Đây là dự án thứ hai của Tổ chức Vulnerable Việt Nam triển khai tập trung vào lĩnh vực sức khỏe tinh thần. Và thông qua dự án này, Tổ chức Vulnerable Việt Nam rất hy vọng sẽ đem lại những cái nhận thức, những cái kỹ năng dành cho học sinh cũng như phụ huynh học sinh, giáo viên và toàn xã hội về những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, đặc biệt là các em học sinh trung học cơ sở. Tổ chức Vulnerable Việt Nam rất hy vọng thông qua dự án này sẽ cùng chung tay để đem lại cho các em học sinh một môi trường giáo dục thật an toàn, bền vững và hạnh phúc. Thông điệp của dự án xuyên suốt 3 năm qua, bắt đầu từ năm 2019, vẫn luôn luôn là điều cuối cùng của một nền giáo dục thành công là những con người hạnh phúc. Tôi là Trịnh Thu Trang, hiện nay tôi là giáo viên chủ nhiệm khối 7 của trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Mình là Vi Phương Dung, giáo viên của trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Tôi là Đặng Thủy Tiên, giáo viên bộ môn sinh. Tôi tên là Thịnh Thị Giang, tôi có con năm nay học cấp 2. Mình là Cao Thị Thủy, phụ huynh của một cháu học sinh lớp 6. Tôi là Dương Đức Hiện, tôi là phụ huynh của cháu Dương Minh Đức. Con tên là Đinh Xuân Mai, đến từ lớp 6A2 của trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Con là Hà Tuệ Lâm, đến từ lớp 6A2 trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Con là Nguyễn Cẩm Tú, đến từ lớp 6A2 trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Con tên là Duy Hương, con học lớp 6A2 trường trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. Tôi là Quỳnh, cán bộ tham vấn học đường. Trước đây tôi nghĩ rằng nghề giáo viên mình sẽ không được mang áp lực. Tuy nhiên, cũng giống như rất nhiều ngành nghề khác, không tránh khỏi những lúc mình có rất là nhiều áp lực từ cuộc sống, từ công việc cũng như từ gia đình. Và luôn luôn lo lắng rằng liệu bản thân tôi có thể làm tốt được hay không. Khi lên cấp 2 thì kiến thức nó sẽ rất là khó và nặng, hoặc sẽ không có thời gian để chơi. Có rất là nhiều vấn đề mà các bạn đang gặp phải, ví dụ như là bạo lực học đường hay là xảy ra những cái mâu thuẫn trong những cái mối quan hệ bạn bè. Có rất nhiều những cái sự thay đổi mà bố mẹ đôi khi là không chia sẻ được với con, đôi khi là cũng không hiểu hết được cái tâm sinh lý của con. Các bố mẹ đi làm thì cũng rất là nhiều cái áp lực ở ngoài xã hội rồi công việc. Có những lúc mà mình cũng không biết cách để định hướng cho con hoặc là chia sẻ với con. Có những lần nó thật là rất thất vọng vì con. Thứ nhất là về kết quả học tập, cái thứ hai về ý thức ở trên lớp cũng như là bên gia đình. Thường xuyên là bố mẹ với con cái là có cái sự mâu thuẫn bất đồng và hay tranh luận với nhau rất là gay gắt. Bây giờ tôi đã tin rằng có cách để giải tỏa áp lực. Và phòng tham vấn học đường là một trong những nơi mà tôi có thể gửi gắm sự chia sẻ và động viên tôi những lúc tôi có áp lực. Luôn luôn giúp đỡ tôi trong những lúc có thắc mắc và luôn luôn giải đáp, đưa ra một số các lời khuyên hữu ích cho tôi. Phòng tham vấn học đường của nhà trường đã rất là tích cực, đã giúp cho các con và cũng giúp cho chính phụ huynh chúng tôi nữa để cho không bị áp lực. Và trong cái đấy tôi đã học được rất là nhiều thứ, có cái sự điềm tĩnh lại, biết cách ngồi nói chuyện với con, nhìn nhận một vấn đề khách quan và mình tôn trọng những cái ý kiến của con, lắng nghe con nói những cái tâm tư, tình cảm, chia sẻ những cái khó khăn của con. Khi vào phòng tham vấn học đường, con sẽ được chia sẻ, lắng nghe và con tin các thầy cô ở phòng tham vấn học đường sẽ giúp chúng con có thể dễ thích nghi hơn với cả môi trường mới này ạ. Phòng tham vấn học đường sẽ là nơi giúp các bạn giải quyết và giải đáp những cái mâu thuẫn đó, cũng như là lắng nghe và chia sẻ những cái tâm sự của các bạn. Khi chia sẻ, những áp lực tự nhiên cũng sẽ vơi bớt. Nó làm cho tôi trở nên hạnh phúc hơn, có thêm niềm say mê, yêu nghề và sáng tạo hơn, và giúp cho các con vững bước cũng như là phụ huynh đồng hành cùng với con một cách hiệu quả hơn. Có được cái sự chia sẻ, có một cái phương pháp đúng đắn nhất. Cảm thấy rất là thoải mái, mình nhìn được ra nhiều vấn đề và biết ngồi lắng nghe lại để tâm sự chia sẻ cùng với con và nghe con chia sẻ lại những vấn đề để mình cùng giải quyết với con để
hướng tới là nuôi dạy con nó tốt, và mình thấy là cái tâm thế con mình nó rất là vui vẻ trở lại, giúp chúng con dễ dàng vượt qua những áp lực trong học tập cũng như là những chuyện xích mích với bạn bè, giúp con về mặt tâm lý học hành con cảm thấy rất là vui và nhẹ nhõm ạ. Tôi cảm thấy mình được lắng nghe, được tin tưởng, được cổ vũ, và mình sẽ mang những cái giá trị tinh thần đó, mang những cái niềm vui, những hạnh phúc đó chia sẻ với học sinh. Tôi nghe đâu đấy có một câu rất hay là bố mẹ thì đã từng làm trẻ con, nhưng trẻ con thì chưa bao giờ được làm người lớn, trên là hãy để những đứa trẻ của chúng ta học dần dần từ những tính cách nhỏ nhất. Bố mẹ là tấm gương. Ở phòng tâm học đường sẽ giúp các bạn có được những cái kỹ năng và những cái kiến thức để các bạn trưởng thành hơn trong những con đường sắp tới. Phòng tham vấn học đường, trái tim của một ngôi trường. Phòng tham vấn học đường, trái tim của một ngôi trường.